duyên hai chúng bằng chẳng kỷ niệm lành đầy theo tiếng bước từ từ đi cửa hàng audio bãi An Giang xin chào toàn thể quý vị và các bạn các bạn chị em yêu audio trên toàn quốc. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị đôi loa phục cũng dòng hạng nặng của hãng Chio, đó là đôi JL9001 sở hữu bass 30, người ta thường gọi là bass 32 luôn á, sở hữu bass 30 và một chung giấy và một dép giấy sườn nhâm đúc nha, trắng mặt rất đẹp. Có hai viên tiên chỉnh nằm phía trước. Đôi loa này thì thùng quách, góc cạnh thì còn đẹp căng nha. Anh em quan sát này. Thùng gỗ ha. Gỗ cực đẹp. Thùng quách góc cạnh còn đẹp tuyệt vời. Đây là một dòng loa cổ Chio, chất âm bass thả rất là sâu lắng. Anh em có thể ghép với rất nhiều dòng âm ly, hợp rất nhiều dòng âm ly rất dễ đánh. Những dòng về silver Mỹ cổ hay xuất cầm tụ này, những dòng này là rất là hay. Và để nhanh gọn, đôi này em sẽ bán với giá là 7.500.000 đồng, ship toàn quốc và không bao phí ship. Mọi chi tiết anh em liên hệ 0916 517 912. Xin chân thành cảm ơn anh em. Tất cả các thông số kỹ thuật thì nó đã đều có trên các trang web. Anh em tham khảo nha, em sẽ báo anh em sơ lược thôi. Chiều ngang là 39, chiều sâu là 41 và chiều cao là 69. Lo này cái hậu rất là sâu cho nên đánh tiếng bass rất là sâu nha. Rồi, em cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Anh em nhớ đăng ký kênh để xem những sản phẩm mới nhất của cửa hàng audio bãi An Giang.